Bí mật đáng sợ của luật sư tài năng. Lo sợ vợ sẽ phanh phui hoạt động rửa tiền và quan hệ với thế giới ngầm, một luật sư tài năng ở Mỹ quyết định thuê người thủ tiêu bạn đời. Frederick Tokas là một luật sư nổi tiếng ở thành phố Atlanta, bang Georgia, Mỹ, chuyên đảm nhận các vụ án hình sự. Trước đó, Frederick từng làm việc cho cơ quan công tố. Vợ anh, Sarah Lambrusco Tokas, là phụ nữ xinh xắn, giỏi giang nhưng chấp nhận thôi việc để chăm sóc gia đình và hai cậu con trai. Họ sống trong ngôi nhà sang trọng với mức sống cao. Mọi người đều cảm thấy họ là gia đình hạnh phúc, viên mãn. Cái chết thương tâm. Cuộc sống thăng hoa của họ đột ngột chấm dứt vào ngày 29 tháng 11 năm 1992. Hôm đó, một gã đàn ông da màu xông vào nhà của họ, ép Sarah và hai con vào ô tô của cô. Hắn bắt cô lái xe ra một địa điểm ở vùng ngoại ô thành phố Atlanta. Trước mặt hai đứa trẻ, hắn nổ súng vào đầu Sarah khiến cô tử vong ngay lập tức. Sau khi gây án, hung thủ rời hiện trường, còn hai đứa trẻ chạy đến căn nhà gần đó để cầu cứu. Kiểm tra bên trong nhà của Frederick và Sarah, nhóm điều tra thấy cửa trượt bằng kính phía sau nhà không khóa vào thời điểm án mạng xảy ra. Cánh cửa giữa gara và phần còn lại của ngôi nhà cũng không đóng, bởi ai đó đã tháo chốt cửa. Két sắt mở và trống rỗng. Vài đồ trang sức của Sarah vẫn còn, nhưng rất có thể hung thủ chỉ lấy vài món trang sức có giá trị. Nhóm điều tra thấy Sarah không gây thù oán với ai, không có thói xấu, không nghiện rượu hay ma túy, không có mối quan hệ mờ ám, không ngoại tình, luôn sống hòa nhã với mọi người. Sát thủ cũng không để lại vỏ đạn, máu hay bất kỳ manh mối nào để cảnh sát thu thập. Rất có thể đây là một vụ trả thù của một tên tội phạm nào đó từng lãnh án bởi tài năng của Frederick, hoặc một vụ cướp của rồi giết người. Nhưng nếu hung thủ muốn sát hại nạn nhân sau khi cướp của hoặc cưỡng hiếp, tại sao hắn lại thực hiện một quá trình rườm rà là bắt cô ra xe cùng hai con rồi nổ súng? Góc khuất của vị luật sư tài năng, cha của Sarah và các chị, em gái cung cấp nhiều thông tin cho cảnh sát. Theo họ, hôn nhân của Sarah và Frederick không êm đềm. Cô đã tính kế hoạch ly hôn đu Frederick không quan tâm gia đình, thường xuyên tới các hộp đêm để xem vũ công khỏa thân. Thậm chí Sarah còn biết chồng ngoại tình với một vũ công khỏa thân, vung tiền vô tội vạ vào những cuộc chơi thâu đêm, nhưng Frederick lại tính toán chi ly khi đưa tiền cho vợ chi tiêu. Rất nhiều lần Sarah phải nài nỉ chồng đưa thêm tiền. Mỗi lần như thế, Frederick lại mắng nhiếc khiến Sarah khóc vì tủi thân. Càng giàu, Frederick càng tỏ ra tham lam, hoang tưởng, độc đoán. Bản thân Frederick cũng bộc lộ nhiều hành vi đáng ngờ. Thứ nhất, vị luật sư tài năng không muốn đi cùng các điều tra viên khi họ xem xét bên trong và bên ngoài ngôi nhà để tìm manh mối. Thứ hai, cuộc gọi đầu tiên của anh ta sau khi vợ chết lại dành cho luật sư riêng, thay vì cho người thân của vợ. Điểm đáng ngờ thứ ba là vị luật sư uống bia sau khi nghe tin vợ chết. Anh ta cũng không thể trả lời chính xác khi cảnh sát hỏi những đồ trang sức của Sarah thiếu món nào không, hay anh ta để bao nhiêu tiền trong két sắt. Frederick biện hộ rằng anh ta ở ngoài nhiều hơn ở nhà nên không thể nhớ chi tiết về đồ đạc cũng như hệ thống an ninh trong nhà. Em gái của Sarah cung cấp thông tin quan trọng. Theo người này, khi Sarah đề nghị ly hôn, Frederick dọa nếu chấm dứt quan hệ, cô sẽ không được nhận một xu từ chồng và phải rời xa hai con vì anh ta đủ tài năng và mối quan hệ để khiến tòa án phán quyết theo kịch bản mà anh ta muốn. Để tạo lợi thế trong cuộc chiến pháp lý giành quyền nuôi con với chồng, Sarah âm thầm điều tra các mối quan hệ làm ăn của Frederick và phát hiện anh ta quan hệ với rất nhiều phần tử xã hội đen và giúp chúng rửa tiền bẩn. Thậm chí Frederick còn góp vốn vào hộp đêm mà anh ta hay tới để xem vũ công khỏa thân. Sarah đã tập hợp các giao dịch rửa tiền của Frederick cùng những tài khoản ngân hàng của giới xã hội đen và gửi cho em gái với lời dặn nếu cô gặp nạn, người em gái phải cung cấp thông tin đó cho cảnh sát. Câu chuyện của một phụ nữ sống gần nhà Sarah và Frederick xác nhận thông tin của cha và các chị, em gái nạn nhân. Người hàng xóm kể rằng Sarah đã thuê một thám tử tư theo dõi chồng và phát hiện quan hệ giữa anh ta với nhiều phần tử xã hội đen, cũng như quan hệ ngoài luồng của anh ta với một vũ công khỏa thân. Thám tử cũng biết Frederick góp vốn để mở vài hộp đêm với Eddie Lawrence, một gã cộm cán trong thế giới ngầm. Song thông tin khiến Sarah hoảng sợ nhất là Frederick đã mua bảo hiểm nhân thọ cho vợ. Nếu Sarah chết, Frederick sẽ nhận khoản tiền bồi thường 2 triệu USD. Gã nghiện ma túy giúp cảnh sát bạch mặt kẻ chủ mưu. Bước đột phá của nhóm điều tra xuất hiện khi người dân báo cảnh sát về việc gã da màu nghiện ma túy có tên Curtis Stowe đã khoe khoang chiến tích sát hại Sarah. Mặc dù hoài nghi câu chuyện của gã nghiện, nhóm điều tra vẫn triệu tập gã để thẩm vấn. Thật bất ngờ, Curtis nhanh chóng nhận tội và nói rằng Eddie Lawrence, chủ một hộp đêm, thuê hắn đoạt mạng Sarah với giá 5.000 USD. Curtis sẽ đột nhập vào nhà Sarah qua cửa trượt phía sau nhà vì cửa không khóa. Khi Sarah cùng hai con về nhà, Curtis rút súng, buộc ba người ra xe và lái tới vị trí mà Eddie chờ sẵn. Vì Curtis Sauer thành khẩn khai báo, công tố viên đưa ra một thỏa thuận với hắn. Theo thỏa thuận, Curtis sẽ thoát án tử hình, chỉ phải lãnh án chung thân nếu hắn cung cấp bằng chứng để họ đưa Eddie Lawrence ra tòa. Curtis đồng ý. Khi nhóm điều tra thẩm vấn Eddie, hắn khai rằng chính Frederick Toka đã thuê hắn giết vợ với giá 25.000 USD.
Ban đầu, Essie phản đối cáo buộc sát hại Sarah. Song khi Frederick nhắc nhở rằng Eddie đang nợ anh ta một số tiền lớn và khoản nợ đó sẽ biến mất nếu Sarah chết, Essie đã đồng ý. Ngoài ra, Essie cũng hiểu rằng nếu Sarah tố giác hoạt động rửa tiền của chồng, bản thân hắn cũng liên lụy. Với lời khai của Curtis và Essie, cảnh sát bắt Frederick Tokazi tội chủ mưu giết vợ. Luật sư nổi tiếng trở thành bị cáo của hai phiên tòa với hai tội danh riêng biệt. Trong phiên tòa xử Frederick về tội giết vợ vào năm 1997, hắn lĩnh án chung thân. Curtis cũng lĩnh án chung thân, còn Essie chỉ nhận mức án 12 năm tù. Trước đó, vào năm 1994, Tòa án Liên bang Mỹ cũng xét xử Frederick Tokarczuk tội gian lận, rửa tiền và tuyên án chung thân không ân xá với hắn. Frederick gửi đơn kháng cáo lên tòa thượng thẩm, song tòa bác đơn. Hồi tháng 5 năm 2020, Frederick Tokarczuk trong tù ở tuổi 67 sau một đợt sốt trong nhiều ngày. Khoảng 10 năm trước đó, cựu luật sư từng mất khả năng đi lại bởi một căn bệnh thần kinh. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.